Thưa Thầy, người tu Thiền Tông ngoài việc tạo công đức và nắm rõ công thức về nguồn thì phải có quyết tâm mãnh liệt. Vậy mỗi buổi sáng hàng ngày đều nhấm câu nguyện thiết của mình, nguyện đường tu thành Phật để khắc sâu vào tâm khảm của mình. Như vậy có nên không ạ? Cái câu đó mình làm cho rồi nó cái khóa đậm nó không được. Cái Thiền Tông nó rất bình thường, đừng có làm vậy, cứ nghe mình mới hiểu thôi. Bởi vì nên nhớ rằng tu Thiền Tông bắt chước lục tổ Huệ Năng, coi lỗi của mình đừng coi lỗi người khác. Mà thứ nhất là mình đừng có nói tu Thiền Tông nữa, mình tu mà ngày nào cũng nói vậy là tất nhiên là mày cái ta nó nổi lên rồi, cái tôi nữa thì cái Thiền Tông nó biến rồi. Cái chức cái người nào mà nó nhiệt tình quá thì nó sẽ quay đầu. Nên nhớ rằng xe mà chạy đúng cây số mà người giao thông nó cho phép thì cái xe đó chạy rất bền. Còn xe mà chạy nhanh quá thì tôi bảo đảm nó sẽ quay đầu. Bởi vì vô Thiền Tông đừng có nhiệt tình, biết vậy thôi. Hồi xưa mình không hiểu, chỗ nào cũng cúng cũng lại cũng cầu xin. Giờ Thiền Tông biết rồi, dẹp mấy cái kia. Và tôi có gia đình tôi phải làm ăn đàng hoàng để nuôi gia đình. Có tổ quốc lâm nguy, đứng ra bảo vệ tổ quốc, có vậy thôi. Còn cái chuyện Thiền Tông là mình hiểu rồi, tìm cách tạo công đức thôi, chứ đừng có nói. Bây giờ mình cứ ào ào cứ nói Thiền Tông hoài mà không tạo công đức rồi sao đây? Mình cứ nói mà không chịu làm, rồi thành ra thì cái ngã chấp mình mà cứ tối ngày cứ nói vậy, thành ra cái ngã chấp nó dính vô mình. Thành ra rồi sau đó cái ngã chấp mà nó nổi lên thì người xung quanh nó thấy, nó biết. À cái ông này ngã chấp quá, làm cái miệng lúc nào cũng ngồi nép nhem nói cái gì không được. À, nên nhớ bình thường, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật bảo là tâm bình thường là đúng. À, tu bất cứ cái gì, tu tâm bình thường là đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Vâng ạ, cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, trong một Thiền Tông thất, tất cả mọi người đều đồng lòng đoàn kết, sách tấn nhau tu hành nghiêm mật chuẩn chỉ, thì sự thành tựu của mỗi một cá nhân, những thành viên khác trong Thiền Tông thất đều có công đức không ạ? Không, hoàn toàn không công đức. Bây giờ nên nhớ là Thiền Tông nhiệm vụ ai nấy làm, đừng có nhiệt tình. Nhiệt tình thì nói bây giờ giống như cái chuyện đang làm, mình làm cái bình thường thôi, mà làm cho cố gắng làm thì tạo như là, tất nhiên là ta là tu niệm mà người ta muốn chứng tỏ cho biết là ta tu Thiền Tông, chết liền. Bây giờ cái nhiệm vụ, ví dụ giờ cái Thiền Tông thất của con á, thì nhiệm vụ con phân cái gì con làm nó, đừng có chọt qua bên kia, đừng có nói người kia ai làm gì làm, chuyện của mình làm rồi. Nhưng mà trong cái tập thể thì phải lấy cái câu nhân nghĩa lễ trí tín làm đầu. Người ta lớn thì mình phải kêu người ta cô bác anh chị gì đó, thấy không? Chứ đừng có khinh đó, tôi là thiền gia, ông kia Phật gia, ông kia Phật tử, đừng có tên cái chuyện đó. Cái chuyện này là cái cấp bậc để mà cho người ta sinh hoạt ra cái thế giới này thôi. Chứ còn nếu mà một Phật tử mà nó tạo công đức nhiều hơn cái ông thiền gia không có chút xíu nào rồi sao đây? Mình phải hiểu cái này. Mình làm cái gì là bình thường, việc ai nấy làm, vui vẻ với nhau, lấy câu nhân nghĩa lễ trí tín làm đầu. Trong tập thể nó là phải vậy, trong gia đình, trong xã hội, trong tập thể phải lấy câu nhân nghĩa lễ trí tín làm đầu cho cuộc sinh hoạt cái thế giới vật lý này. Ngoài ra đừng có nhiệt tình. Tôi nói tạo công đức cũng đừng nhiệt tình, mà lo cho Thiền Tông cũng không có nhiệt tình nữa. Nhiệm vụ tôi làm hoàn tất thôi, gọi là bình thường. Đức Phật nói làm Thiền Tông phải là bình thường là đúng, mà trong cái vật lý người ta gọi là bình thường là đạo. Vì thế bên vật lý người ta tu cái đạo là tu tâm bình thường là đạo. Vì thế mà ta ngồi để cho cái tâm nó bình thường không đúng. Bình thường là nó tự nhiên, còn mình ngồi để cho tâm bình thường là mình dụng công rồi, nó chuyển qua thành A-la-hán rồi, thấy không? Nó không có đúng với cái Thiền Tông. Thiền Tông nó xóa tất cả những gì mà có cái tổ chức nơi thế gian này, không có kêu bằng cầu kề, kêu bằng làm cho nó đẹp, cho nó lớn, không phải vậy. Tất cả khi Thiền Tông, khi nó chấm dứt thì tất cả những gì phải lưu lại thôi.
chứ không có lưu lại bằng cách gì đó cũng được, nhưng mà điều nó cho nó bền thôi, để cho thế hệ sau người ta biết. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, Phật tử thiền tông có cần cố gắng để đạt được bí mật thiền tông không ạ? Ai mình cố gắng chi, mình tu muốn về tạo công đức thôi, cũng cố gắng vậy đó. Tông này không có cố gắng gì hết, mà bà có cái trí tuệ để tạo chứ không phải cố gắng nha. Mình cố gắng nó thành được cái dụng công rồi, mà trí tuệ tạo nó khác, cái cố gắng nó khác. Mình khôn khéo để mà tạo ra, coi chi một đồng một chén cơm mà nhiều người tạo người no thì tốt, gọi là trí tuệ. Còn cố gắng là mình phải tạo cho nhiều nó thành cái chấp, rồi bắt đầu nó không có gì hết. Rồi hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu 12, tâm bình thường là đạo. Ý nghĩa của câu này theo con hiểu trước mọi cảnh đời, không chê khen ái dục, không tốt xấu, không hơn thua ganh tị, không vui buồn phiền não, không yêu ghét phân biệt, không dính mắc danh lợi, không tôi ta tham tưởng. Mọi sự diễn ra của pháp xung quanh mình đúng là nó đang là như vậy, có đúng không ạ? Thật là của mấy ông vật lý, tâm bình thường là đúng, không phải đạo. Đạo là con đường, thấy không? Tâm bình thường là đúng. Mấy ông này là dịch trong kinh vật lý để không có lợi sao? Bây giờ tôi nói thiệt á, bây giờ bình thường sao? Có lúc nào cũng là không có nổi gì hết, không được. Bởi vì tôi nói là khi nào mình sử dụng tánh người là lo cái thế giới vật lý này, khi nào sử dụng tánh Phật là đi về hai con đường. Thế gian này phải sử dụng tánh người, sử dụng 30-40% thôi, chứ không phải sử dụng tối đa 100% này mà tham hết mức luôn á, thấy không? 30-40% thôi, làm sao không tham? Bây giờ tôi nói là mình đi đây đi đó phải có tiền mới đi chứ, không có tiền sao đi? Thử coi, đưa nó xe 10.000 mà đưa 20 nó không thối thì sao? Tả một chửi đó liền. Bắt buộc phải làm theo quy luật vật lý, chứ đừng có nói. Bởi vì tất cả những gì mà giải thích theo cái vật lý là ngu dân, làm con người tu đi càng ngày càng ngu, cần tu càng sợ sệt, không được. Tu thiền tông có sợ, mà tu thiền tông khám phá gia già, thực hành đúng theo quy luật vật lý. Giao tiếp giữa con người với con người dùng tánh người 50% trả lợi thôi. Còn giao tiếp về đạo, đầu tiên là học chữ giác ngộ, sau mới học chữ giải thoát. Tu đạo giác ngộ là phải vậy đó. Trước khi tu này phải tự học chữ giác ngộ là cái gì, giải thoát là như thế nào, công thức như thế nào mới là đúng. Còn cái chuyện mà anh nói là nó xin lỗi bình luận của mấy cái ông mà gọi là phàm phu tăng thôi, không xếp vào thánh tăng được đâu. Mình phải, thế giới này là thế giới vật lý, mình thế giới vật lý mình tính vậy nè. Giống như mình đi thành phố á, xe nó chạy ào ào, anh thanh tịnh dám qua được không? Tôi cho anh thanh tịnh dám qua không? Nó đụng mình văng lên ca bồ luôn chờ đó. Có nghĩa là mình phải trí tuệ. Nó chạy ào nhưng mà có đèn đỏ, nó đèn đỏ xe dừng là mình đi, chứ mà đèn vàng đèn trắng ở đèn xanh nó dừng nó chạy mà mình đi sao? Mình không trí tuệ. Có nghĩa là ở thế giới này anh phải học cho hiểu hết cái quy luật vật lý này rồi mới tu thiền tông được. Còn mà tu bất cứ cái gì là tu vật lý thì anh muốn tin kiểu gì anh tin, anh muốn lại ai kiểu gì anh lại. Thiền tông tuyệt đối tin phải cho đúng, lại không lại ai trên đất này thì mới là thiền tông. Căn bản bao nhiêu đây thôi, khỏi cần đọc hết 11 sách của soạn giả Nguyễn Nhân chỉ cho nó mệt. Học mấy cái này thôi, xin lỗi 15 phút là đã tu thiền tông, biết tu đúng rồi. Khi anh đọc rồi thì nhớ là cái tưởng anh dẹp đi. Anh đọc mà anh còn tưởng là anh chết, cái tưởng nó kéo anh đi đó. Đọc sách một trang, hai trang nhưng mà hiểu được công thức này dẹp 11 sách. Sách của Nguyễn Nhân được đọc, mà tôi chỉ không tưởng. Tôi học giác ngộ và giải thoát có hai chữ này thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi.